Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan, hướng dẫn, làm việc, theo dõi đôn đốc các tỉnh, thành phố, khẩn trương triển khai các thủ tục theo quy định, phấn đấu khởi công trong năm 2024 đối với các dự án. Dự án thành phần 3 của dự án Vành đai 4 Hà Nội, cao tốc Ninh Bình Hải Phòng, Tân Phú, Bảo Lộc, Bảo Lộc Liên Khương, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Trơn Thành. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ 12 của Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải vừa diễn ra vào sáng nay 14 tháng 6. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới 44 địa phương có các công trình giao thông trọng điểm. Đến thời điểm hiện tại, tổng số dự án thuộc danh mục Ban chỉ đạo là 40 dự án trên 92 dự án thành phần trên 3 lĩnh vực là đường bộ, đường sắt và hàng không đi qua địa phận của 48 tỉnh, thành phố. Ban chỉ đạo đã xử lý, tháo gỡ các vướng mắc kéo dài như vốn cho các dự án đường sắt đô thị, cao tốc Bến Lức Long Thành, nguồn vật liệu xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ triển khai nhiều dự án bảo đảm yêu cầu. Đến nay cả nước đã hoàn thành 674 km đường bộ cao tốc đi qua 15 tỉnh, thành phố, nâng tổng số đường bộ cao tốc lên trên 2.000 km. Với sự phân phối chặt chẽ của các bộ ngành địa phương và các nhà thầu đã tích cực triển khai dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đạt sản lượng trên 37%. Các dự án thành phần 2 và 3 của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất, dự án Bến Lức Long Thành tiến độ cơ bản bám sát kế hoạch. Dự án đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội đang tiến hành chạy thử và hoàn thiện các thủ tục liên quan, dự kiến sẽ khai thác thương mại vào tháng 7 năm 2024. Dự án đường sắt đô thị Bến Thành Suối Tiên tiếp tục chạy thử để phục vụ việc đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống, dự kiến sẽ khai thác thương mại vào quý 4 năm 2024. Bên cạnh những thành tích đạt được, công tác giải phóng mặt bằng còn lại tại một số dự án còn chậm do các khó khăn về xác minh nguồn gốc đất ở, khiếu nại về đơn giá, việc di rời đường điện cao thế với yêu cầu kỹ thuật cao còn chưa đạt tiến độ đề ra. Công tác chuyển mục đích sử dụng rừng còn kéo dài, nhất là tại các địa phương Đồng Nai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Tuyên Quang, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Hưng Yên, Kiên Giang. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương các bộ ngành địa phương, ban quản lý dự án, nhà thầu, đơn vị tư vấn, cán bộ, công nhân người lao động trên công trường các dự án và người dân đã có nỗ lực rất lớn, đạt được những kết quả tích cực rất đáng trân trọng, tạo phong trào xu thế phát triển hạ tầng trên cả nước. Dù quá trình triển khai các dự án đã gặp rất nhiều khó khăn thách thức, Thủ tướng chỉ rõ 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp để xử lý, giải quyết thời gian tới là giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, vật liệu xây dựng, các vướng mắc liên quan việc thi công ban đêm, thủ tục đầu tư các dự án hợp tác công tư PPP và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong giải quyết khó khăn vướng mắc cho chủ đầu tư, nhà thầu về mặt bằng, nguyên vật liệu. Các bộ ngành chủ động xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Nội vụ rà soát, phát động phong trào thi đua 500 ngày để hoàn thành 3.000 km cao tốc trước ngày 31 tháng 12 năm 2025. Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Trong mọi cái trường hợp khó khăn, vướng mắc, trở ngại, chủ đầu tư, các nhà thầu, các lực lượng tham gia các dự án cần đồng tâm hiệp lực, chỉ có bàn làm không có bàn lùi. Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm. Quyết tâm cao nhất, chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm để vượt qua mọi cái khó khăn thách thức, đưa các cái công trình dự án về đích đúng kế hoạch. Đặc biệt là các địa phương cần tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là các dự án Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau, Cao Lãnh - Lộ Tẻ, Hòa Liên - Túy Loan, Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, Tuyên Quang - Hà Giang, vân vân ấy, để đảm bảo các cái mục tiêu hoàn thành 3.000 km đường cao tốc vào năm 2025. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, các địa phương trong mọi trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc, trở ngại, chủ đầu tư, các nhà thầu, các lực lượng tham gia dự án cần phối hợp để đưa công trình về đích đúng kế hoạch, tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng công trình, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, tình trạng mua bán thầu, thông thầu. Đồng thời, truyền thông khách quan, trung thực, phản ánh đúng tình hình trong triển khai các dự án, đặc biệt các công trình phải bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường, chú trọng việc tạo cảnh quan môi trường, không gian chung của các dự án khi hoàn thành. Các địa phương chủ động nghiên cứu, đề xuất và bố trí nguồn vốn để mở các nút giao để kết nối, khai thác hiệu quả tối đa các tuyến cao tốc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo không gian phát triển mới, các khu đô thị, dịch vụ, công nghiệp mới, làm tăng giá trị đất đai, giảm chi phí logistics, nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, doanh nghiệp và hàng hóa,
tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân và doanh nghiệp, tăng cường sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân. Thưa quý vị, chiều nay tại Phủ Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 100 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc ở khu vực biên giới hải đảo đang tham dự chương trình Điểm tựa của bản làng lần thứ 2 năm 2024 do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức. Điều đặc biệt tại buổi gặp gỡ ngày hôm nay là sự hiện diện của những người uy tín thuộc dân tộc rất ít người như Bờ Râu, Rơ Măm, Pu Péo, Si La, Cống, Bố Y, Lô Lô, Mảng, Chứt. Trong đó đại biểu cao tuổi nhất là ông Đinh Văn Thanh, 84 tuổi, dân tộc Hờ Rê. Đại biểu trẻ tuổi nhất là anh Cao Xuân Long, 28 tuổi, dân tộc Chứt. Họ là hạt nhân quy tụ đoàn kết bản làng, phum sóc, đoàn kết các dân tộc, đoàn kết lương giáo, luôn đi đầu tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các hương ước, quy ước tiến bộ, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Chia sẻ những công việc ở thôn bản, người uy tín cho biết thời gian qua, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống vật chất và đồng bào nơi biên giới, biển đảo của Tổ quốc không ngừng được nâng lên. Đồng bào luôn tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh phát triển. Nhắc lại đánh giá của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng các già làng, trưởng bản uy tín là những người tiêu biểu gương mẫu, là điểm tựa cho mọi điểm tựa. Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới hải đảo. Khẳng định người có uy tín thực sự là những cột mốc sống vững vàng nơi hải đảo, tuyến đầu biên cương Tổ quốc. Chủ tịch nước mong muốn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy vai trò tín nhiệm của mình. Phấn đấu đến năm 2045, đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo phát triển nhanh, bền vững và sớm hòa nhập với sự phát triển chung của đất nước. Đòi hỏi phải có một sự nỗ lực đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân phát huy vai trò của đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng biên giới, hải đảo. Tôi mong người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò tín nhiệm của mình, thực sự là những nhà ngoại giao nhân dân, những sứ giả hòa bình, tích cực tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng mặt trận, đoàn thể, tổ chức Đảng, chi bộ thật sự trong sạch vững mạnh, xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, thường xuyên nâng cao cảnh giác, đấu tranh ngăn chặn kịp thời những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, bọn phản động, tích cực tham gia giải quyết những vụ việc phức tạp ngay từ tại cơ sở, không trở thành điểm nóng phức tạp, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Chủ tịch nước yêu cầu các cấp các ngành thực hiện tốt công tác dân tộc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung giải quyết những khó khăn, thách thức để phát triển kinh tế xã hội vùng biên giới. Trong buổi làm việc với hệ thống Tòa án Nhân dân vào sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tòa án các cấp cần đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ thẩm phán thật sự trong sạch, thanh liêm, chính trực, đặt lợi ích chung của đất nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân lên trên hết, trước hết. Thực hiện bước đột phá trong việc hiện thực hóa chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số và thực hiện cam kết quốc tế về xây dựng tòa án điện tử, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, Tòa án Nhân dân tối cao đã đưa Trung tâm Giám sát và Điều hành vào hoạt động. Thăm và ấn tượng về Trung tâm, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá đây là bộ não số của hệ thống tòa án, giúp cho việc quản lý và chỉ đạo các hoạt động của tòa án được nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả. Thực hiện chuyển đổi số, tính đến nay, toàn ngành đã có 757 tòa án tổ chức xét xử trực tuyến đối với hơn 21.000 vụ án. Thực tế, với số lượng các loại vụ việc mà tòa án phải giải quyết tăng 8% mỗi năm và gần 15.000 đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm hàng năm, thì công tác chuyển đổi số và nâng cao chất lượng cán bộ, nhất là đội ngũ thẩm phán, đã góp phần quan trọng trong cải cách tư pháp của hệ thống tòa án. Hiện tỷ lệ các bản án quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của tòa án được hạn chế ở mức thấp dưới 1,5%, đáp ứng yêu cầu Quốc hội đề ra. Ghi nhận những kết quả đạt được của hệ thống tòa án, Chủ tịch nước đề nghị ngành tiếp tục quán triệt và thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Trung ương, nhất là nghị quyết số 27 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Chủ tịch nước nhấn mạnh: tập trung nâng cao chất lượng xét xử, tuyệt đối không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.
hạn chế tiến tới không để xảy ra các bản án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan, nâng cao chất lượng tính khả thi chính xác của các phán quyết, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế, kiên quyết khắc phục, thành tâm nhận khuyết điểm khi phát hiện ra các bản án sai sót, chống khuynh hướng phương Tây hóa, hành chính hóa, chống cái tác động chuyển hóa tư pháp của tòa án, đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ thẩm phán thực sự trong sạch, thanh liêm, chính trực, đặt lợi ích chung của đất nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân lên trên hết, trước hết. Theo Chủ tịch nước, chất lượng của cán bộ tư pháp quyết định rất lớn, thậm chí có tính quyết định cao nhất đối với chất lượng của bản án, cuối cùng là chất lượng của nền tư pháp. Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự trong sạch, có bản lĩnh chính trị vững vàng, thượng tôn pháp luật, giữ gìn bảo vệ pháp luật, không thiên lệch, hết mực công tâm, không vì lợi riêng tư là yếu tố căn cơ nhất. Chiều nay tại nhà Quốc hội, đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Quốc tế Người Hiến Máu, 14 tháng 6 2004, 14 tháng 6 2024, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt 100 đại biểu là những tấm gương hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024. Cùng dự buổi gặp mặt có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thành. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ xúc động chia sẻ cuộc gặp hôm nay rất có ý nghĩa khi được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Quốc tế Người Hiến Máu, với chủ đề được Tổ chức Y tế Thế giới lựa chọn là cảm ơn tất cả những người đã hiến máu, diễn ra tại nhà Quốc hội, nơi làm việc của Quốc hội, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước. Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn những tấm gương hiến máu đại diện cho hàng triệu người hiến máu tình nguyện trong cả nước. Hầu hết các đại biểu còn là những tấm gương sáng, tích cực tham gia vận động gia đình, bạn bè và cộng đồng cùng hiến máu. Chủ tịch Quốc hội khẳng định nhân văn, nhân ái, thương người như thể thương thân là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Trong những lúc gặp khó khăn, sự cố, hoạn nạn, đồng bào ta không chỉ nhường cơm, xẻ áo cho nhau mà còn tìm mọi cách để cứu người qua cơn hiểm nghèo. Thực tế, hàng ngày, hàng giờ, có những trường hợp người bệnh đang phải đối mặt với sự nguy hiểm đến tính mạng do bệnh viện không có đủ nguồn máu phục vụ cho việc cứu chữa bệnh nhân. Vì vậy, mỗi người chỉ cần hiến một phần máu của mình là đã góp phần cứu giúp, hồi sinh, giành lại sự sống cho nhiều người. Tôi xin nhắc lại lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước nhân dịp 20 năm Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mỗi người khỏe mạnh, đủ tiêu chuẩn, hãy luôn sẵn sàng, hăng hái tham gia hiến máu và tích cực vận động mọi người cùng hiến máu, thường xuyên cứu người để giúp cho mọi người kiểm tra được sức khỏe của mình, cứu giúp người bệnh, vì một xã hội khỏe mạnh và nhân văn, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, sự phát triển bền vững của đất nước. Trên tinh thần lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng những tấm gương hiến máu tiêu biểu hôm nay cùng hàng triệu người hiến máu tình nguyện trên cả nước sẽ tiếp tục phát huy tinh thần nhân ái, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chia sẻ những giọt máu của mình vì cộng đồng, xã hội, đồng thời cũng là những hạt nhân nòng cốt, những tuyên truyền viên tích cực, cùng nhau lan tỏa tinh thần, nghĩa cử cao đẹp của hoạt động hiến máu tình nguyện. Thưa quý vị, nhân dịp Ngài Woo Won-sik được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa 22 của Đại Hàn Dân Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam và cá nhân luôn sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Hàn Quốc và Chủ tịch Quốc hội Woo Won-sik nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện hơn nữa trong thời gian tới. Trong đó có việc triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước ký năm 2013, phù hợp với nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.